Thưa quý vị, căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 và công tác phòng chống dịch tại địa phương, hôm nay 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn hỏa tốc số 4499 về tăng cường phòng dịch Covid-19. Trong công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, đặc biệt các địa phương không được chủ quan lơ là với nguy cơ dịch Covid-19. Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để dịch Covid-19 diễn biến phức tạp các biện pháp phòng dịch bám sát phương châm, phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, chủ động ứng phó với các cấp độ dịch, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, mỗi người dân là một chiến sĩ trong mặt trận phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện đông người, trên phương tiện giao thông công cộng. Kiên định năm nguyên tắc phòng chống dịch gồm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch, nâng cao vai trò của chính quyền địa phương và các tổ phòng dịch COVID-19 cộng đồng, tăng cường ra soát các đối tượng lưu trú, không để sót lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép, hạn chế tổ chức các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang sát khuẩn. Tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, tài xế, người dân ký cam kết phòng chống dịch. Công dân số 4499 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, các trường hợp tung tin không đúng về dịch bệnh gây hoang mang dư luận, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên. Trong trường hợp phát sinh dịch bệnh, ngành chức năng phải nhanh chóng tổ chức truy vết, xét nghiệm cách ly, khoanh dùng dập dịch triệt để nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sở y tế tham mưu cấp thẩm quyền thành lập bệnh viện giả chiến và triển khai các kịch bản chống dịch theo quy định